lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lặng yên, con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không muốn ai nói điều gì. Con chào ba. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài để khiến em. Mọi khó khăn cũng chỉ là tự thay, yeah, yeah. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về yêu. Lịch sâu của chị á, tuần này chị sâu khoảng tầm từ 6 giờ đến 9 giờ là hay có ai nhá. Chào Tấn. Sau giấc